Trong xã hội hiện đại, việc hút thuốc lá không chỉ là một vấn đề cá nhân, mà còn là một nguy cơ đe dọa đối với sức khỏe của gia đình, đặc biệt là khi một trong những thành viên trong gia đình là bà bầu hoặc trẻ sơ sinh. Trong video này, chúng ta sẽ đề cập đến những tác hại cụ thể khi ông bố hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng tới bà bầu và trẻ sơ sinh và làm rõ ràng nguy cơ này có thể mang lại cho những người thân yêu của mình, giúp cho các ông bố có thêm động lực để cai thuốc lá và bỏ thuốc lá nhé. Tác hại đối với bà bầu. Đối với phụ nữ mang thai trực tiếp hút thuốc lá hay hút thuốc thụ động đều ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển của thai nhi. Hút thuốc lá sẽ làm giảm axit huyết trong bào thai và lượng máu đến tử cung, đồng thời làm giảm axit amin qua nhau thai tế bào thai và gây ra bất thường ở màng của nhau thai. Mẹ bầu hít phải khói thuốc lá nhiều trong thời gian mang thai thì cân nặng của trẻ sinh ra sẽ ảnh hưởng. Cân nặng của trẻ thấp hơn mức trung bình, xấp xỉ 200-250g so với trẻ mới sinh bình thường không khói thuốc. Và khi trẻ được sinh ra cân nặng sẽ ít hơn 2500g. Những trẻ sơ sinh này sẽ được gọi là nhẹ cân, khi sinh có thể phải chịu các ảnh hưởng xấu, bao gồm các vấn đề về sức khỏe lúc mới sinh đẻ non. Những em bé tiếp xúc với khói thuốc lá trong thai kỳ cũng rất dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là phổi. Trong tuần đầu sinh ra trẻ có thể phải thở bằng oxy, chứ không thể tự thở được vì các tác dụng phụ khác của nicotine có trong khói thuốc lá, nên phổi không thể hoạt động như bình thường. Đường thở bị thu hẹp, trẻ cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ hen suyễn suốt đời. Thuốc lá có chứa hàm lượng nicotine rất lớn. Chất này có khả năng gây ra các cơn co thắt trong ống dẫn trứng, làm cản trở quá trình phôi thai đi vào tử cung, dẫn tới tình trạng phôi thai dễ làm ủ ở bên ngoài. Và đây chính là hiện tượng mang thai ngoài tử cung. Với trường hợp này, người mẹ cần phát hiện sớm để có thể bỏ thai một cách an toàn, tránh thai nhi lớn làm ảnh hưởng tính mạng của người mẹ. Với những tác hại của khói thuốc lá đối với bà bầu và thai nhi, tốt nhất các mẹ nên tránh xa việc hút thuốc lá, cũng như yêu cầu những người xung quanh không hút thuốc lá khi có mặt mình ở đó. Còn nếu trong những trường hợp không thể ngăn được, các bà mẹ nên mang khẩu trang lọc khí, có thêm lớp than hoạt tính để ngăn mùi khói thuốc, hiệu quả giữ cho nơi ở nơi làm việc luôn, bảo đảm không khí được lưu thông, thoáng mát trong lành. Tác hại đối với trẻ sơ sinh. Tác hại của thuốc lá đối với thai nhi và trẻ nhỏ là vô cùng to lớn, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi, dẫn đến thai nhẹ cân, thai chậm phát triển suy thai, mà còn là yếu tố nguy cơ cho hàng loạt các vấn đề ở trẻ sơ sinh, thậm chí dẫn đến đột tử ở trẻ sơ sinh. Thuốc lá còn ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất lẫn tâm thần của trẻ sau này. Chính vì vậy hãy nói không với thuốc lá để bảo vệ bé yêu của mình nhé. Các ông bố thân yêu, không chỉ riêng ở phụ nữ mang thai mà toàn thể gia đình và xã hội cùng tham gia để tạo nên môi trường không khói thuốc lá cho trẻ. Chúng tôi hy vọng video này đã mang lại cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn về mối liên kết đe dọa của việc ông bố hút thuốc lá đối với bà bầu và trẻ sơ sinh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những nghiên cứu và thông tin hữu ích khác từ chúng tôi. Hãy chung tay bảo vệ sức khỏe gia đình và tương lai của các con nhé các ông bố.